Yến Linh muốn mời Hoa hậu Tường Vi trao cho thí sinh Nhật Quang. Xin quý vị em bước lên, nhờ em bước lên sân khấu. Rồi, xin Hoa hậu Tường Vi trao cho Nhật Quang. Nhật Quang với số điểm 32. Kế tiếp, Hoa hậu thí sinh Thế Vinh 33. Thí sinh Thế Vinh với số điểm 33.5. Xin mời thí sinh Thế Vinh. Yến Linh xin mời thí sinh Thế Vinh còn đây. Và người gì được trong những giải khuyến khích? Quý vị nghĩ ai à? Còn một giải khuyến khích, đó là thí sinh với số 10 điểm, số điểm 32.5, Nghi Lê. Yến Linh xin mời Nghi Lê và Yến Linh xin mời cô danh ca Kim Anh ra trao giải này cho thí sinh Nghi Lê. Bước ra. Nghi Lê về à? Nghi Lê đây nè. Bước ra. Bước ra đi. Bước ra. Nghi Lê lên sân khấu em. Trời ơi. Nhi Lê, mời danh ca Kim Anh trao giải cho Nhi Lê. Xin quý vị cho Nhi Lê một tràng pháo tay thật lớn. Khi Yến Linh đọc tên, Yến Linh xin mời bây giờ Yến Linh công bố số điểm người được nhiều hoa nhất đêm nay, đó là thí sinh nào ạ? Yến Linh xin mời chị cô Quỳnh Lan lên sân khấu với số vòng 99. Thí sinh được bình chọn cho đêm nay, Yến Linh xin mời danh ca Kim Loan lên trên sân khấu trao giải cho chị cô Quỳnh Lan. Kính thưa quý vị, người hạng tư cho chương trình đêm nay với số điểm xê xích hạng 3 chỉ có chấm 5 mà thôi, có nghĩa là người hạng tư với số điểm là 33, người hạng 3 là 32.5. người hạng tư chương trình đêm nay, Yến Linh xin mời thí sinh Phước. Xin mời em Phước lên sân khấu. Hậu Phước. Yến Linh xin mời danh ca Thiên Trang lên sân khấu trao giải cho em Hậu Phước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin mời nhân ca Thiên Trang. Chúc mừng em. Xin quý vị cho Phước một tràng pháo tay thật lớn nữa. Người mang số hạng 3 cách thí sinh hạng 4 chỉ có chấm 5. Những lời muốn nói đến quý vị nghĩ ai à? Angelica. Những lời nói xin chúc mừng em Tài Lê với số điểm 33.5. Xin xin chấm 5 với thí sinh số 4. Xin mời Tài Lê lên sân khấu. Yến Linh xin mời hai vợ chồng chủ tịch cộng đồng Yes No, đó là anh chị Quý và Mai lên sân khấu trao giải cho em Tài Lê. Chủ tịch cộng đồng giống như Bobby Lý đây vậy đó. Mày không thấy Bobby Lý đâu. Không, nó là giống như ở đây mình Bobby Lý đó. Ok. Chúc mừng em. Để ba, để ba. Bây giờ nhất còn dễ lên đó. Nhất mà ba cái mũi đi dạo cho nhau. Và trong tay chị Lê Nà giao cho chị Mai tặng món quà nhỏ nhỏ của trung tâm. Đó là cash. Bao nhiêu đầy tự mạng. Một chàng hóa tay thật lớn cho Tài Lê. Hai giải 3 và 4 cách nhau chấm 5, cũng như giải hạng nhất và hạng nhì cách nhau chỉ có chấm 5 mà thôi. Giải hạng nhất là 39.5, có nghĩa là tất cả 4 vị ban giám khảo cho 10 nhưng mà 19.5 có là 10 19.5. Và cái giải thứ hai là 10 19. Bóc anh ra đây. Tài lấy. Quý vị nghĩ đứng ngay đây. Ai là người đứng ngay đó? Hạng nhất và hạng nhì trong đêm nay à? Angelina. Nam. Franco. Ý mình sẽ công bố. Và khi Yến Linh công bố, Linh xin mời hai em lên đây một lượt, tại vì rất là hồi hộp. Và Yến Linh mời executive, có nghĩa là CEO của Denmark, là vợ chồng anh Hồng và chị Thúy lên sân khấu tài trợ cho giải nhất của cuộc thi tuyển lựa giọng ca vàng đêm nay. Và giải nhì, Yến Linh muốn mời hoa hậu tài năng Phương Nhi đã tài trợ giải nhì. Yến Linh mời hoa hậu Phương Nhi lên sân khấu. Hai giải Yến Linh công bố hạng nhì và Yến Linh sẽ công bố hạng nhất. Giải nhì chương trình hôm nay đó là thí sinh Quốc Nam. Xin mời Quốc Nam lên sân khấu. Xin mời anh nhà lên cho chút xíu nhạc. Quốc Nam với số điểm 39 điểm của tất cả. Yến Linh xin mời giám đốc trung tâm tình nghệ sĩ anh Lâm Nguyên Vũ cùng với hoa hậu Phương Nhi trao giải nhì cho Quốc Nam. Nhờ chị đưa bao thơ bị lên nào, đưa bao thơ cho mời giám đốc trung tâm tình nghệ sĩ.
mà Linh Vũ, cho bao thơ chú nào. Yes. Woo. Nam. Rồi. Linh mời chú Nam và Linh Vũ. Anh cô Ben chấp nhận. Xin mời em bây giờ quán quân cho cuộc thi tuyển lựa giọng ca vàng kỳ 10 đêm nay với số điểm coi như là rất là perfect, có nghĩa là 39.5. Quý vị nghĩ ai à? Càng cờ. Ai à? Kính thưa quý vị, mời quán quân của cuộc thi tuyển lựa giọng ca vàng Việt World USA 2019 đó là Nam thí sinh